Chào các bạn, thì mình đang ở cái công viên gần nhà. Hôm nay trời nó cũng hơi âm u một chút vì không hay mưa. Thì cái video hôm nay mình sẽ làm về một số bạn, nhất là các bạn ở Việt Nam. Có nhiều bạn có cùng một câu hỏi nhưng dành cho mình, cũng hay nhắn tin qua Facebook rồi hay comment trên các video của mình. Thì để hỏi về cái nội dung là cái bằng liên thông thì có đi được visa kỹ sư không. Thì rất nhiều bạn hỏi là anh em bằng liên thông chính quy, em bằng mình bằng liên thông vừa học vừa làm, mình bằng liên thông tại chức thì có đi được visa kỹ sư Nhật không. Thì mình cũng có hỏi về các cái bạn bè làm bên trung tâm xuất khẩu lao động, cũng hoặc là hỏi về các cái ở các cái trung tâm xuất khẩu lao động, thì có chung đều có chung câu trả lời là có thể đi được từ bằng chính quy, cao đẳng chính quy trở lên. Thì cái thời điểm mà mình chưa đi Nhật năm 2018 thì các cái đơn hàng tuyển visa kỹ sư ấy, từ tốt nghiệp từ cao đẳng chính quy trở lên rất là nhiều, rất nhiều. Và cái thời trước, thời điểm từ 2018 trở về trước rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì cái thời gian mà từ ngày mình đi từ năm 2018 đến trở lại đây thì hầu như mình không thấy các cái đơn tuyển visa kỹ sư tuyển bằng cao đẳng chính quy nữa. Thì mình cũng có tìm hiểu trên mạng, cũng các cái thông tư, các cái thông tin ấy, thì cũng có quy định là đối với bằng cao đẳng chính quy trở lên thì các bạn có thể tham gia được cái việc thi đơn hàng kỹ sư Nhật, visa kỹ thuật viên, visa kỹ sư ấy. Thì còn đối với đại học thì đội đã nói đại học thì các bạn là có quyền tham gia visa kỹ sư rồi. Tuy nhiên thì đối với bằng đại học mà các bạn học chính khóa, nghĩa là 4 năm liên tục, thì các bạn hoàn toàn có cái tư cách để tham gia vào cái đơn hàng visa kỹ sư. Còn đối với các hệ liên thông thì nó có gồm nhiều hệ liên thông, thì liên thông vừa học vừa làm, liên thông tại chức, liên thông chính quy. Thì mình xin nói trước về cái bằng liên thông chính quy. Thì liên thông đại học chính quy thì nó bao gồm như là trung cấp đại học, cao đẳng đại học và có thể có cả cao đẳng nghề liên thông lên đại học chính quy. Thì ngày xưa mình học trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì cũng có rất nhiều hệ hình thức liên thông như thế. Thì đối với bản thân mình xin lấy ví dụ là bản thân mình. Mình ngày xưa là mình học Đại học Liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội, và mình cũng đã sang Nhật bằng cái hình thức là visa kỹ sư và hoàn toàn là không mất phí. Thì đấy là một cái bằng chứng để cho các bạn có thể là chắc chắn được cái việc là liên thông chính quy thì có thể đi Nhật được. Thì câu chuyện là mình ngày xưa thì mình có học ở dưới trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, mình có thi đỗ ở đấy, là học đại học chính khóa đấy các bạn, chính khóa từ 2007-2008. Thì tuy nhiên thì ở dưới đấy thì nó hơi, ngày đấy là trường đấy là cao đẳng công nghiệp 2 gì đấy, nên lên đại học được vài năm, 1 năm 2 năm như đấy, nó cũng hơi trường hơi bé này, rồi dưới Nam Định thì nó cũng ít bạn bè của mình. Thế là mình quyết định mình bỏ, mình lên Hà Nội, mình nộp hồ sơ vào Đại học Công nghiệp Hà Nội khoa cơ khí. Ngày đấy lên Đại học Công nghiệp Hà Nội có nổi lên sau cái vụ Robocon năm 2007, thì đấy mình rất là khoái cái việc đấy. Thì sau đó mình vào đi học khóa cơ khí, ngành cơ điện, nghĩa là ngành nhưng chuyên ngành cơ điện thì là vừa học cơ vừa học điện, thì nó là hơi tạp nham một chút. Tuy nhiên thì chuyên ngành nó là sửa chữa máy móc đấy. Thì trong quá trình học hành thì mình cũng tập trung học các cái môn chuyên ngành rất tốt, và tiếng Anh mình học mấy môn rất tốt, còn các môn khác hầu như mình không có hứng thú học. Tuy nhiên có một môn mà mình không phải là chuyên ngành nhưng mình học rất là tốt, đấy là đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác Lênin. Đấy, hai môn đã mình học rất là tốt. Mình thi cuối kỳ toàn 7,8 thôi, tiếng Anh mình chỉ 8. Đấy thì sau khi ra trường thì mình được bằng khá và mình thi luôn liên thông của năm 2011 luôn. Thì mình đỗ và vừa đủ điểm thôi, chứ cũng không có gì là hơn. Mình vừa đủ điểm đỗ liên thông. Thì ngày đấy lấy liên thông đầu hai môn thì lấy 12 điểm mấy, 12,5 sao. Thì một môn là sức bền vật liệu và một môn là nguyên lý máy,
quyền vật liệu và công nghệ chế tạo máy, chế tạo máy và nguyên lý máy gì đấy, sức bền vật liệu gì đấy, sức bền vật liệu và nguyên lý máy đúng không? Thì mình đỗ 12 năm rưỡi, mình học 2011 đến 2013, mình ra trường là đại học liên thông chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa 5. Thì 2013 mình ra trường thì mình có đi làm công ty Nhật, đến 2018 thì mình nghỉ mình đi Nhật đấy. Thì đó là về liên thông chính quy thì có thể đi được Nhật, các bạn có thể câu trả lời. Còn về liên thông vừa học vừa làm, về liên thông tại chức thì vừa học vừa làm thì nó cũng gần như là liên thông chính quy thôi, thì cũng vừa đi học vừa đi làm. Mình ngày xưa cũng mình vừa đi học ngày đêm, mình đi ngày đi làm mà đêm mình đi học, thì nó cũng chính quy nhưng nó về hình thức thì cũng là như vừa học vừa làm, cũng khác gì cả. Còn thì, còn đối với cái hệ liên thông tại chức thì tại chức thì nó áp dụng với những người mà đang còn đương chức, đang còn tại chức tại một công việc nào đấy, muốn bổ sung cái nâng cao tay nghề, nâng cao cái bằng cấp để có thể tiến tốt hơn trong công việc hoặc là trong cái thăng tiến gì đấy, thì gọi là tại chức. Thì cũng có nhiều hình thức học, có thể học cuối tuần, có thể học đêm ngày làm đêm học đấy, thì rất nhiều hình thức. Không quan trọng cái việc là các bạn trong quá trình học các bạn thế nào, không, cuối cùng tốt nghiệp thì các bạn được cấp một cái bằng là có ghi trên bằng là hình thức vừa học vừa làm, chứ nó khác với như cái bằng của mình thì có ghi trên đấy là hệ đại học chính quy. Còn có nhiều cái hình thức mà liên thông, còn hình thức vừa học vừa làm thì theo ghi là vừa học vừa làm. Thì thời điểm trước thì mình cũng có nhiều đơn, mình cũng thấy có nhiều đơn là tuyển, có ghi nội dung là tuyển cả vừa học vừa làm. Và ở một số trung tâm mình có hỏi thì cũng có trả lời là ở bên họ thì cũng đã có người bằng tại chức đã đi được visa kỹ sư. Tuy nhiên thì cái số lượng đấy nó cũng rất là khiêm tốn, rất là ít chứ không nhiều như là cái liên thông chính quy thì nó rất là nhiều. Thì ở cái thời điểm hơn nữa là thời điểm hiện nay thì cái việc hoàn thành các công trình cho Olympic 2020 này, rồi các cái hạng mục xây dựng thì nó cũng hoàn thành khá là nhiều, nên cái lượng đơn hàng nó tuyển dụng nó đã ít hơn đợt trước rất là nhiều. Bây giờ thì mình thấy đơn hàng tuyển ít hơn và yêu cầu khắt khe hơn về trình độ tiếng, về bằng cấp, rồi về tuổi tác đấy. Thì ngày trước thì có thoải mái hơn, lỏng hơn trong cái việc này. Và cái thời mình đi học thì có rất nhiều bạn bè mình cũng học xong cao đẳng ở trường Đại học Công nghiệp thì cũng đã đi sang bên này theo visa kỹ sư kỹ thuật viên, mà đến thời điểm hiện tại nó cũng có nhiều người chưa về. Hiện tại bên mình, bên lớp mình sư học cao đẳng ở công nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội thì có khoảng 5 đến 6 người đi bên này, và bây giờ khoảng tầm 4 người đấy là chưa về, chưa tính mình, thì là 4 người đi từ thời điểm sau học tốt nghiệp cao đẳng thì đã đi luôn, không học liên thông đại học, đã đi luôn theo bên này. Còn bây giờ thì cái thời điểm này mình thấy cái việc tuyển các cái đơn hàng visa kỹ sư bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy ấy, nó cũng ít, rất ít, nó không còn là nhiều như ngày trước. Mình thấy rất là nhiều nhưng bây giờ thì hầu như là không có nữa, hầu như ít, không phải là không có nhưng mà ít lắm. Mình hỏi các cái trung tâm xuất khẩu lao động ấy, mình có hỏi trước khi làm lấy thông tin để làm cái video này, thì họ cũng trả lời là dạo gần đây thì các cái công ty ở bên Nhật, các cái hoặc là các cái kênh ở bên Nhật này thì họ không, hầu như là không chọn đối với những bằng cao đẳng chính quy là mấy. Cũng có nhưng mà số lượng các cái nghiệp đoàn hoặc các công ty lấy là rất ít. Thì đấy cũng là một cái thông tin để các bạn có thể tham khảo. Thì tóm lại là mình xin kết luận, mình xin tóm lại cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì để trả lời cái các câu hỏi là chủ yếu là dành cho các bạn ở Việt Nam đang muốn đi Nhật theo diện visa kỹ sư. Thì họ có câu hỏi là đối với bằng liên thông thì có đi được visa kỹ sư không, và bằng cao đẳng thì có đi được visa kỹ sư không. Thì mình xin trả lời lại cho các bạn là từ bằng cao đẳng chính quy trở lên thì các bạn đã hoàn toàn có thể đi được cái visa kỹ sư, visa kỹ thuật viên Nhật Bản. Còn đối với bằng liên thông thì liên thông chính quy thì các bạn, mình chắc chắn 100% là các bạn hoàn toàn có thể đi được. Còn liên thông tại chức và vừa học vừa làm thì về cái quy định thì các bạn cũng có thể là đi được. Tuy nhiên thì đối với về thực tế thì thời gian gần đây mình thấy cái đơn hàng mà chấp nhận tuyển bằng tại chức cũng như bằng cao đẳng thì nó đã ít đi, giảm đi nhiều so với thời gian trước, chứ không phải là không có, không phải là không tuyển nhưng ít. Thì các bạn cũng hãy tìm hiểu kỹ hơn ngoài việc tham khảo của mình, và
đưa ra các lựa chọn tốt, hoặc là tìm hiểu thêm, hỏi thêm kỹ hơn về các cái trung tâm khởi động để đưa ra các cái lựa chọn tốt cho cái đơn hàng công việc của mình. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.